Mình là Minh Yến. Hôm nay thì mình cảm thấy rất là vui khi được trải nghiệm cái dịch vụ mà nâng mũi Airline Lớp. Đối với cái mũi Airline Lớp thì mình sẽ cảm thấy là nó không có bị đơ, bị sơ cứng hoặc là mình cảm thấy là bất tiện. Mình có thể vặn lắc thoải mái. Theo như là mình được bác sĩ tư vấn là mình sẽ dùng cái lớp màng VRB để bọc bên ngoài mũi đến những trường hợp mà không có đủ da mũi. Thì khi mà mình làm cái này, mình cảm giác là nó sẽ vừa nhanh lành cái vết thương, vừa phục hồi, tạo cái dáng mũi ổn định tốt, mà nó còn giúp là cái dáng mũi tự nhiên, hài hòa và không bị bóng đỏ lộ sống. Thì đó là cái điều mà mình tâm đắc nhất khi mà mình làm mũi Airline Lớp. Trước khi mà mình làm mũi á, thì dáng mũi của mình là nó hơi to, và cái đầu sống mũi, đầu mũi là nó sẽ bị cụp xuống. Theo như mình thấy về cái hình thức á, thì mình chưa ưng ý là thứ nhất, còn thứ hai là về phong thủy. Cái dáng mũi mà cụp nó cũng không có được suôn sẻ và may mắn nữa. Thì khi mà mình làm Airline Lớp thì mình cảm thấy là nó có nhiều cái thay đổi về ngoại hình, hình thức, và kể cả cái yếu tố tâm linh chút xíu nữa. Sau khi mà mình ở Mỹ thì công việc cũng như là bất kể những cái gì cho cuộc sống và tình cảm như kia là nó đều thuận lợi hơn.